Xin chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Samsung đã làm rõ rằng trí tuệ nhân tạo là ưu tiên hàng đầu của họ trong năm 2024. Chúng ta có thể mong đợi một sự tập trung sâu hơn vào cách công nghệ này sẽ ảnh hưởng đến các điện thoại gập của họ, đặc biệt là chiếc Galaxy Z Fold 6. Mặc dù thiếu vắng một số nâng cấp được đồn đại từ Galaxy S24 Ultra như khung làm bằng titanium, Galaxy Z Fold 6 vẫn hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm chơi game cao cấp với bộ vi xử lý mạnh mẽ và công nghệ màn hình tuyệt đẹp. Quyết định của Samsung tập trung vào khả năng chơi game của thiết bị này sẽ khiến nó khác biệt so với các sản phẩm tiền nhiệm và định vị nó là một đối thủ hàng đầu trong thị trường điện thoại gập. Có rất nhiều sự chú ý xung quanh Galaxy Z Flip 6 và Z Fold 6 sắp tới, với nhiều thông tin rò rỉ tiết lộ gần như tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi từ những chiếc điện thoại gập này. Tuy nhiên, một khía cạnh chưa nhận được nhiều sự chú ý là xếp hạng IP48 đã bị rò rỉ cho cả hai thiết bị. Xếp hạng này cho biết mức độ bảo vệ chống lại bụi và nước có thể tác động đáng kể đến sự phổ biến của những chiếc điện thoại gập này, dù không được đề cao như các nâng cấp khác như Galaxy S24 Ultra. Đối với những người chưa quen với xếp hạng IP, chúng được sử dụng để minh họa mức độ bảo vệ của một thiết bị như smartphone chống lại bụi và nước. Tiêu chuẩn hiện tại cho các smartphone hàng đầu là IP68, có nghĩa là thiết bị hoàn toàn chống bụi và có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu ít nhất 10 feet mà không bị hỏng. So sánh xếp hạng IP48 rò rỉ cho Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 cho thấy các thiết bị này được bảo vệ chống lại các hạt lớn hơn 1 mm, đánh dấu một cải tiến đáng kể so với các điện thoại gập trước đây của Samsung và có thể là một thiết bị tiêu chuẩn mới cho việc chống lại bụi trong điện thoại gập. Điện thoại gập đã ngoài tầm với của nhiều người dùng tiềm năng do chi phí, kích thước hoặc là các yếu tố thực tiễn khác. Thêm vào đó, chúng ta vẫn chưa chắc chắn về độ bền của các màn hình linh hoạt này khi các điện thoại gập thương mại đầu tiên mới chỉ tròn 1 năm tuổi. Tuy nhiên, độ bền và bảo vệ chống lại các mối đe dọa cơ bản như hạt bụi trong túi là lý do lớn khiến mọi người gắn bó với dạng điện thoại thanh quen thuộc khi nâng cấp. Cùng với các thay đổi thiết kế được mong đợi, Galaxy Z Fold 6 có khả năng đi kèm với các nâng cấp điển hình như một bộ vi xử lý cải tiến. Việc tiếp tục hỗ trợ S Pen, một tính năng có mặt trong Galaxy Z Fold 5, cũng được mong đợi trong mẫu mới sắp ra mắt. Các báo cáo cho biết Samsung có thể giới thiệu một biến thể mới, có thể là phiên bản Ultra hoặc một phiên bản Z Fold giá rẻ hơn, tạo thêm yếu tố bất ngờ cho sự kiện ra mắt. Trong một thông cáo báo chí công bố sự kiện Unpacked vào tháng 7, Samsung đã gợi ý về vai trò quan trọng của Galaxy AI trong thiết bị gập sắp tới của họ, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Lần này trọng tâm là việc tiếp thị thiết bị như một smartphone chơi game với bộ vi xử lý Snapdragon Gen 3, hứa hẹn CPU nhanh hơn 18% và hiệu suất GPU nhanh hơn 19% so với Galaxy Z Fold 5. Một trong những tính năng nổi bật của Galaxy Z Fold 6 là khả năng hiển thị ấn tượng với độ sáng lên đến 2600 nit khi tăng cường thị lực và chế độ sáng cao được kích hoạt trên cả màn hình ngoài và màn hình bên trong. Về thiết kế, Samsung đã chọn sử dụng nhôm cho phần cứng thay vì titanium và màn hình bên ngoài sử dụng Gorilla Glass Victus 2 thay vì Armor, cho thấy sự thay đổi về vật liệu cho phiên bản mới nhất này. Samsung đã giới thiệu một số tính năng mới cho Galaxy Z Fold 6, cho phép nó sử dụng như một người phiên dịch thông qua dịch thời gian thực. Một màn hình hiển thị ngôn ngữ nguồn, trong khi màn hình bên kia hiển thị văn bản dịch. Người dùng sẽ cần phải đăng nhập tài khoản Samsung và tải xuống các gói ngôn ngữ bổ sung nếu cần. Ngoài ra, tính năng tìm kiếm bằng hình tròn hiện chỉ có sẵn trên một số ít điện thoại như Pixel và Galaxy. Một tính năng mới khác là Samsung hỗ trợ ghi chú, sử dụng AI để chuyển đổi hoặc tóm tắt bản ghi âm. Mặc dù Google đã có thể chuyển đổi các bản ghi âm, nhưng việc thêm tính năng tóm tắt là một tính năng đáng hoan nghênh cho các bản ghi âm dài, hiện giới hạn trong 3 giờ mỗi bản và cũng có thể yêu cầu tài khoản Samsung để truy cập. Galaxy Z Fold 6 cũng nhẹ hơn 14g so với người tiền nhiệm của nó, nặng 239g. Đây là một sự giảm đáng kể so với trọng lượng 263g của Z Fold 4 vào năm 2022. Điện thoại cũng có màn hình ngoài lớn hơn 6,3 inch so với màn hình 6,2 inch của thế hệ trước, mặc dù điều này phải trả giá bằng dung lượng pin vẫn ở mức 4.400 mAh. Trong khoảng 2 tuần, dựa trên các lần phát hành trước của Galaxy Z Flip và Z Fold, các thông tin rò rỉ cũng cho thấy thiết bị gập mới sẽ có các cạnh phẳng hơn và góc cạnh hơn, giống như với thiết kế của Galaxy S24 Ultra như đã được báo cáo bởi Sam Mobile. Thay đổi thiết kế này có thể mang lại một cái nhìn đồng nhất hơn cho dòng smartphone cao cấp của Samsung. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Galaxy Z Fold 6 dự kiến sẽ có màn hình ngoài rộng hơn, nâng cao trải nghiệm người dùng. Màn hình ngoài lớn hơn một chút được gợi ý bởi iUniverse trên Twitter sẽ có kích thước 60,2 mm so với 57,4 mm của phiên bản tiền nhiệm. Cải tiến này có thể làm cho thiết bị cảm giác giống như một smartphone thông thường khi đóng lại, giải quyết một số phê bình phổ biến về mẫu hiện tại. Mặc dù có những nâng cấp được dự đoán, có vẻ như nếp gấp trên Galaxy Z Fold 6 sẽ không hoàn toàn biến mất. Theo iUniverse, người có thành tích rò rỉ chính xác, những người thử nghiệm đã tiết lộ rằng nếp gấp vẫn sẽ hiển diện nhưng được giảm thiểu. Sự thỏa hiệp này cho thấy rằng dù thiết bị không thể hoàn toàn không có nếp gấp, việc giảm thiểu độ rõ của nó có thể dẫn đến một trải nghiệm gập mượt mà hơn cho người dùng.
Tiếp theo, nếu tin đồn này là đúng, dường như Samsung không có nâng cấp đáng kể nào về camera cho mẫu Z Fold sắp tới trong năm nay. Theo iUniverse và Galaxy Club, thiết lập camera trên Galaxy Z Fold 6 dự đoán sẽ giống với Galaxy Z Fold 5 với cảm biến chính 50MP, ống kính siêu rộng 12MP, ống kính tele 10MP, camera trước 10MP và camera dưới màn hình 4MP cho sử dụng khi mở thiết bị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhớ là số megapixel không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng camera. Kích thước của các điểm ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ ánh sáng bởi cảm biến. Quyết định của Samsung tăng kích thước điểm ảnh trên Galaxy S24 Ultra so với S23 Ultra đã dẫn đến chất lượng ảnh được cải thiện, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu như đã quan sát trong quá trình thử nghiệm. Ngoài megapixel, các tiến bộ trong thuật toán phần mềm và công nghệ xử lý có thể cải thiện trải nghiệm đáng kể trong chụp ảnh tổng thể. Ví dụ như khi đánh giá S23 Ultra vào năm 2023, rõ ràng các thuật toán tinh chỉnh của Samsung đã đóng góp vào độ chính xác màu sắc và tái tạo chi tiết tốt hơn. Do đó, mặc dù thông số kỹ thuật của camera trên Galaxy Z Fold 6 có thể không cho thấy sự thay đổi đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm trên lý thuyết, Samsung vẫn có thể cải thiện hiệu suất camera của thiết bị bằng cách tập trung vào kích thước điểm ảnh, tối ưu hóa phần mềm và khả năng xử lý. Một câu hỏi quan trọng đặt ra về việc phát hành Galaxy Z Fold 6 là liệu Samsung có cam kết cung cấp 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật phù hợp với chính sách của dòng Galaxy S24 hay không. Với mức giá cao cấp của Galaxy Z Fold, nhiều người tiêu dùng đang háo hức chờ đợi câu trả lời tích cực từ Samsung về vấn đề này. Samsung có thể đang làm việc trên nhiều phiên bản của Galaxy Z Fold 6, bao gồm một phiên bản rẻ hơn nhắm vào một nhóm người tiêu dùng rộng hơn. Với mức giá khởi điểm hiện tại là 1.800 USD cho Galaxy Z Fold 5, khiến nó trở thành một trong những chiếc điện thoại đắt nhất trên thị trường. Một lựa chọn phải chăng hơn có thể làm cho chiếc điện thoại lai máy tính bảng này hấp dẫn hơn đối với người mua tiềm năng. Mặt khác, cũng có tin đồn cho rằng Samsung đang xem xét một mẫu thậm chí đắt hơn, có thể gọi là Galaxy Z Fold 6 Ultra, có thể chỉ có sẵn ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này cho thấy Samsung đang khám phá các chiến lược định giá khác nhau cho thiết bị có thể gặp lại tiếp theo của họ. Chúng ta vẫn còn phải chờ xem Samsung có kế hoạch gì cho Galaxy Z Fold 6, nhưng nếu các tin đồn này là chính xác, thiết bị sắp tới có thể sẽ là một sự nâng cấp đáng kể so với Galaxy Z Fold 5 của năm ngoái. Đây là những gì chúng ta có thể biết cho đến nay và các thông số kỹ thuật, cả do gì và suy đoán. Hiện tại có vẻ như Galaxy Z Fold 6 sẽ là một bản nâng cấp gia tăng, không đủ đột phá để làm hài lòng chủ sở hữu của Galaxy Z Fold 5, nhưng đủ tốt để thu hút người dùng muốn nâng cấp từ một chiếc điện thoại cũ hơn hoặc những người mới tham gia vào không gian điện thoại có thể gặp lại. Vậy liệu Galaxy Z Fold 6 có tốt hơn Galaxy Z Fold 5 hay không? Dĩ nhiên, đó là thêm một năm phát triển và cải tiến công nghệ. Sự khác biệt có lớn hay không? Chúng ta vẫn chưa thấy điều đó ngay bây giờ. Thay đổi lớn nhất có thể là tỷ lệ màn hình, giả sử nếu các tin đồn này là đúng. Sự thay đổi bộ xử lý không phải là vấn đề lớn, Snapdragon Gen 2 vẫn là một con chip xuất sắc. Camera nâng cấp sẽ là điều đáng mong đợi, nhưng hầu hết mọi người mua Z Fold không phải làm điều đó vì camera. Nếu bạn thực sự muốn mua một chiếc điện thoại có thể gặp lại, bạn có thể chọn phiên bản mới nhất. Nhưng nếu bạn đã có một chiếc Galaxy Z Fold 5 rồi, bạn có thể chờ thêm một năm nữa. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!